Thì tất cả ở đây tụi em bán là đều hàng chính hãng, thì em nói em hàng chính hãng. Một chủ cửa hàng ở Tân Bình khẳng định mình chỉ bán đồng hồ chính hãng. Thế nhưng khi chúng tôi mời lãnh đạo doanh nghiệp đồng hồ chính hãng đến ngày sau đó, thì quá trình kiểm tra lại cho kết quả hoàn toàn trái ngược. Đây là cái đồng hồ này thì nó là hàng giả, chứ không phải là hàng thật. Và trên đây thì nó có cái giá bán tương đương với hàng. Nếu mà cái này đúng là hàng chính hãng, thì nó sẽ có cái tem xanh của Casio mà nó in trực tiếp lên trên này. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp trộn hàng giả với hàng chính hãng để lừa đảo người tiêu dùng. Hãng Casio cho biết, trong 2 năm qua, họ đã cắt hợp đồng với hàng chục đại lý vì có hành vi tương tự. Thế nhưng lừa đảo nhiều nhất là những trường hợp bán hàng trên mạng Internet. Khi mà mình mua đồ trên mạng thì thật sự nó đưa những cái hình ảnh là hình ảnh thật. Là khi mà mình nó đem tới cho mình là đồ là mình cầm lên là đồ hàng fake. Anh Hải là một người chuyên sưu tầm và buôn bán các loại đồng hồ đắt tiền đã qua sử dụng. Có nhiều kinh nghiệm, nhưng đi đâu anh cũng phải mang theo thiết bị chuyên dụng để phân biệt hàng giả. Tương ứng với giá tiền, đồng hồ giả có rất nhiều cấp độ, từ thô sơ đến tinh vi gần như thật, người tiêu dùng rất khó phân biệt. Làm bây giờ là cực kỳ tinh xảo, có thể là họ có thể là lấy những cái máy thực sự là của đồng hồ chính hãng, sau đó họ lên vỏ, lên dây, cái những cái đường nét sắc sảo làm rất giống, nên là cái độ mà bị nhầm lẫn nó rất là cao. Trong 3 năm qua, năm nào Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt giữ từ 40 đến 70 vụ buôn bán đồng hồ giả. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phố đồng hồ giả vẫn sầm uất và chưa từng có một vụ việc bán đồng hồ giả trên mạng nào bị xử lý. Nhiều chiêu trò tinh vi vẫn còn đang giăng bẫy người tiêu dùng.